đừng quay hạ sốc Alexander Povetkin chờ thách đấu đai WBC của Tyson Fury. Dillian White đã có màn phục thù thành công trước Alexander Povetkin sau trận thua hồi tháng 8 năm ngoái. Ở màn tái đấu tại Gibraltar, White chỉ mất chưa đến 12 phút để đưa đối thủ người Nga trở lại vị trí của mình. Trong màn trình diễn lần này, kẻ vô người vượt trội cựu vương WBA về cả kỹ năng ra đòn lẫn hiệu quả trong từng cú đấm. Võ sĩ người Anh đã chứng tỏ rằng lịch sử có thể được viết lại. Vào mùa hè năm ngoái, tại vườn sau nhà Eddie Hearn, một Povetkin bị đánh ngã hai lần đã hạ gục White chỉ với một cú móc trái. Nhưng trong trận đấu vào đêm qua, tay đấm 31 tuổi đã thể hiện sự kiên nhẫn hiếm có trên sàn đấu. Rồi khi thời cơ đến, anh đã nhanh chóng kết liễu đối thủ bằng 3 cú đấm uy lực liên tiếp để hoàn thành màn báo thù của mình. White phát biểu, "Tôi hơi buồn khi mình đã không thể kết thúc trận đấu trong hiệp đầu tiên. Lẽ ra tôi không nên thua ở trận đấu trước. Tôi đã tự làm khó bản thân, tôi đã tạo ra một sai lầm ngớ ngẩn và phải trả giá vì nó. Ngay từ hiệp 1 tôi đã lao vào anh ta, tôi đã bị cám dỗ vì ý nghĩ ăn thua đủ trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng rồi tôi biết rằng đó không phải là một hành động khôn ngoan, anh ta vẫn là một đối thủ rất mạnh. Tôi vẫn tin rằng mình có thể là nhà vô địch thế giới, tôi sở hữu sức mạnh và có thể đánh bại bất cứ ai." Boxing Screen dẫn lời phát biểu của White sau trận đấu. Người tổ chức của võ sĩ gốc Jamaica là Eddie Hearn cũng đã rất phấn khởi sau chiến thắng này. Ông bầu nói về màn so tài lần 3 tiềm năng giữa hai tay đấm trên. "Tôi muốn thấy anh ta nhanh chóng đấu trận kế tiếp vào mùa hè này, bởi vì rất nhiều người muốn xem nó. Mục tiêu cuối cùng luôn luôn là White thách đấu danh hiệu thế giới. Mọi người biết anh ta là một đối thủ khó chịu với bất cứ ai ở hạng nặng. Trận đấu tối nay là để đưa sự nghiệp của White trở lại. Anh ta đã giải quyết Povetkin, chúng tôi đã quay về với vị trí mà chúng tôi mong muốn." Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Dillian White tuyên bố, Wilder đã mất trí, Ruiz sẽ đánh bại anh ta. Oanh tạc cơ sát vẫn chưa thể trở lại võ đài kể từ sau trận thua đầu tiên của mình ở giải chuyên nghiệp và đánh mất đai vô địch WBC vào tay Tyson Fury vào tháng 2 năm 2020. Sau trận đấu kể trên, Wilder đã biện minh bằng nhiều lý do, thậm chí tay đấm 35 tuổi còn khẳng định vua Gypsy dùng găng tay có dấu vật thể kim loại bên trong. Người ta thua trận đấu và họ làm những điều điên rồ, tại sao anh ta lại đăng lên mạng xã hội một bức ảnh, rượu, ly, nến và một khẩu súng trên bàn? Với việc cởi trần, anh ta giống như đã không còn tỉnh táo. Tôi đã nghĩ rằng, hy vọng anh ta sẽ không bắn tung đầu mình ra. Gã này rõ ràng là đang say, dù anh ta đang làm gì thì nó đều điên rồ. Tôi biết anh ta được sở hữu súng và từng bắn rất nhiều loại, nhưng thật kỳ lạ. Có thể anh ta chỉ muốn chứng tỏ với mọi người, đừng lo cho tôi vẫn đang sống ổn. Gần đây có nhiều tin đồn cho rằng Wilder đang chuẩn bị đối đầu với nhà cựu vô địch Andy Ruiz, và nếu điều này xảy ra, White cho rằng chiến thắng sẽ thuộc về võ sĩ gốc Mexico. Thật lòng thì tôi nghĩ Ruiz sẽ đánh bại Wilder. Wilder không có kỹ năng ra đòn thực sự và anh ta đã mất trí. Tôi không cho rằng anh ta có thể thi đấu một lần nữa. Tâm trí của anh ta đã hoàn toàn biến mất. Nếu bạn theo dõi câu chuyện cùng một bức ảnh anh ta đã đăng, bạn sẽ biết điều đó. Võ sĩ người Anh trả lời phỏng vấn AFL TV. Với bản thân White, anh đã được lên lịch để trở lại võ đài vào ngày 27 tháng 3 tới. Tay đấm 32 tuổi đang rất muốn phục thù Alexander Povetkin sau trận thua knockout bẽ bàng vào tháng 8 năm ngoái. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Top 10 võ sĩ của năm, Joshua Casa Fury. Đại dịch Covid-19 đã khiến boxing chịu nhiều ảnh hưởng hơn những môn thể thao khác. Vậy thứ hạng của các tay đấm ra sao khi họ không có nhiều dịp thượng đài trong năm nay? Covid-19 đã khiến thu nhập của một số võ sĩ trong năm 2020 giảm đi đáng kể. Những người tìm được bạn tập và bước lên võ đài để được trả tiền có thể xem như may mắn trong khoảng thời gian ảm đạm này. Với nguyên nhân trên, trong top 10 võ sĩ trong 12 tháng gần đây được đánh giá dựa trên tiêu chí cơ bản nhất,
ai đã tạo ra được bước tiến so với những người khác. Vị trí thứ 10, Terence Crawford. Chiến thắng knockout kỹ thuật trước Kell Brook ở hiệp đấu thứ 4 hồi tháng 11 không khiến thứ hạng của Crawford tăng lên nhiều vì nó vốn đã rất cao. Tuy vậy, nó đã duy trì mạch thắng 15 trận liên tiếp của võ sĩ vô địch người Mỹ trong các trận đấu vì danh hiệu thế giới kể từ thời điểm năm 2014. Đây cũng là bước cần thiết để anh so tài cùng Errol Spencer vào năm sau. 9. Roman Gonzalez. Chocolatito đã thi đấu 2 trận trong năm 2020. Anh giành lại chiếc đai vô địch thế giới hạng siêu ruồi bằng cách hạ gục Khan Jaffai vào tháng 2. Sau đó bảo vệ thành công danh hiệu này trước Israel Gonzalez vào tháng 10. Điều này khẳng định tay đấm người Nicaragua là một trong những võ sĩ giỏi nhất ở hạng nhẹ trong thời gian gần đây. 8. Alexander Povetkin. Một cú đấm duy nhất đã cứu vớt vị trí của ngôi sao người Nga ở top đầu hạng nặng. Đó là vào hiệp 5 trong trận đấu diễn ra hồi tháng 8 giữa Povetkin và Dylan White. Dù từng hai lần khiến đối thủ ngã đài, nhưng khi tay đấm 32 tuổi muốn dứt điểm đối thủ, thì anh bất ngờ bị dính một cú móc trái cực hiểm và thua trận. Nếu tiếp tục chiến thắng ở cuộc tái đấu, Povetkin sẽ thay thế White để tranh đai WBC với Fury. 7. Naoya Inoue. Boxing là một thế giới tối tăm, nhưng tài năng người Nhật Bản vẫn biết cách tỏa sáng. Tạp chí The Ring đã xếp Inoue thứ 2 sau Canelo Alvarez trong top 10 võ sĩ xuất sắc nhất ở các hạng cân. Nhà vô địch 27 tuổi đã hạ gục Jason Molinay vào tháng 10 để giữ vững danh hiệu WBA cùng IBF hạng gà của mình. 6. Canelo Alvarez. Canelo chỉ đấu một trận duy nhất trong năm nay. Đó là chiến thắng trước Callum Smith ở cuộc so găng thống nhất danh hiệu WBA và WBC của hạng siêu trung. Kết thúc 12 hiệp, điểm số nghiêng về phía ngôi sao người Mexico. Thực tế, Canelo vẫn ở một đẳng cấp khác và trận thắng này cũng không giúp võ sĩ 30 tuổi cải thiện vị trí của mình bao nhiêu. 5. Anthony Joshua. Trận thắng điểm của Joshua trước Andy Ruiz hồi cuối năm ngoái không khiến nhiều người hài lòng. Họ cần Aji tạo ra một pha knockout để chứng tỏ khả năng của mình. Và Joshua đã làm được điều này trong trận đấu bảo vệ danh hiệu cùng Krapulev. Sau nhiều lần đánh ngã đối thủ đến từ Bulgaria, Joshua đã dứt điểm trận đấu ở hiệp đấu thứ 9. Màn trình diễn ấn tượng đủ để đưa võ sĩ người Anh trở lại vị thế hàng đầu vốn có. Giờ Aji chỉ chờ đợi để so tài cùng Fury. 4. Javonta Davis. Javis đã đưa Leon Santa Cruz đi ngủ sớm ở đêm Halloween. Bằng một cú đấm móc đầy uy lực, Jimmy Sport đánh giá đây là cú knockout của năm. Chiến thắng hủy diệt trước một đối thủ tên tuổi không chỉ giúp Thanh giành lại WBA hạng siêu lông, nó còn nâng tầm giá trị của anh lên rất nhiều trong ngày ra mắt hệ thống trả tiền theo lượt xem. 3. Errol Spencer. Không chỉ là chủ nhân của danh hiệu WBC và IBF hạng bán chung, Spencer thể hiện bản lĩnh của mình bằng cách duy trì thành tích bất bại, đặc biệt là trong cuộc đối đầu với tay đấm mạnh Danny Garcia. Trở lại sau vụ tai nạn vào năm trước, ngôi sao 30 tuổi vẫn giữ được khả năng di chuyển nhanh nhẹn cùng những cú chọc thẳng thông minh. 2. Teofimo Lopez. Giống như Spencer, những bước chân linh hoạt cùng những cú đấm có chủ đích là sức mạnh của Lopez. Điều này được thể hiện rõ ràng trong trận thắng điểm trước Vasyl Lomachenko ở tháng 10. Đánh bại đức vua đến từ Ukraine, Lopez có được đai WBA và WBO hạng nhẹ. Đồng thời, võ sĩ người Mỹ gốc Honduras cũng từ một kẻ nói mồm biến thành ngôi sao thế giới. 1. Tyson Fury. Fury đã đánh lừa Deontay Wilder trong cuộc so tài lần đầu tiên của họ vào năm 2018, trước khi hủy diệt anh ta cơ sắt của nước Mỹ ở cuộc tái đấu hồi đầu năm nay. Trong hai trận đấu này, vua Gypsy đã chứng tỏ khả năng phi thường nhưng đối lập của bản thân, chịu đòn và ra đòn. Joshua có thể sở hữu nhiều đai vô địch hơn, nhưng với những màn trình diễn gần đây, Fury vẫn được đánh giá cao hơn ngôi sao đồng hương. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.